Đây là quá trình test máy trực tiếp khi được bàn giao đến khách hàng. Dòng máy chăn nuôi cao cấp Tekyo TK3000, máy được trang bị 16 dao Bambi Max chống dĩ và dao thái bầu hai lưỡi thép nhíp gen ô tô bền bỉ, giúp dễ dàng băm thái các loại thực phẩm chăn nuôi. Với công suất động cơ 3kW, 4HP, vòng quay không tải 2.900 vòng trên phút, giúp ta nhanh chóng băm một cây chuối lớn mà chưa đến 30 giây. Độ nhuyễn của thành phẩm còn phụ thuộc vào tốc độ đưa vào, ta có thể cần chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng cho vật nuôi. Thank you.